Xin chào tất cả các bạn, bây giờ mình xin phép hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng phần mềm C-Shift Simple. Đây là phần mềm hỗ trợ nghe gọi dành cho máy thuộc hệ điều hành Android. Đầu tiên, trong giấy tờ công ty gửi về kèm theo sản phẩm, các bạn vui lòng tìm kiếm tờ giấy có chữ thông tin quan trọng. Lát sau chúng ta sẽ cần điền các thông tin trong tờ giấy vào máy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cụ thể trên máy Android. Đầu tiên, các bạn sẽ vào phần CH Play. Các bạn gõ dòng chữ C-Shift Simple giống như trên màn hình. Sau đó các bạn chọn cài đặt. Các bạn chọn chấp nhận. Sẽ mất một vài giây để tải ứng dụng về máy. Tiếp theo các bạn chọn mở. Các bạn ấn vào dấu tích giống như phần trên màn hình. Các bạn chọn Save. Các bạn chọn Add Account. Các bạn chọn Advanced. Bây giờ các bạn sẽ lấy tờ giấy có dòng chữ thông tin quan trọng và điền các thông tin ở trong tờ giấy vào máy. Đầu tiên là mục Account Name. Tiếp theo đến mục Serve. Các bạn sẽ điền giống như mục Host trong tờ giấy. Tiếp theo đến mục Username, các bạn sẽ nhập dãy số tương tự giống như trong phần Account Name. Tiếp theo đến phần Password, các bạn cũng sẽ nhập tương tự giống như trong tờ giấy đã ghi. Tiếp theo đến mục Proxy. Sau khi các bạn nhập hết tất cả các dữ liệu, các bạn sẽ ấn vào nút Save. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần nhập một số thông tin khác. Các bạn sẽ vào phần Account. Các bạn chọn vào biểu tượng giống như trên màn hình. Các bạn chọn Setting. Các bạn chọn Network. Sau đó các bạn đánh dấu tích vào tất cả các phần hiển thị trên màn hình. Tiếp theo các bạn quay trở lại, các bạn vào phần Media. Các bạn ấn vào dấu tích giống như trên màn hình. Ở mục Conclusion, các bạn bỏ dấu tích. Các bạn chọn Codec. Sau đó các bạn sẽ chọn vào phần CSM 8 kHz. Ở trong phần Slow, các bạn cũng chọn tương tự GSM 8 kHz. Sau khi các bạn chọn hết dữ liệu và thông tin trên thì các bạn quay trở lại. Các bạn chọn vào phần biểu tượng trên màn hình. Nếu như có dòng chữ màu xanh xuất hiện có nghĩa là phần cài đặt thành công. Bây giờ các bạn có thể thao tác trên màn hình chính của C-Shift Simple. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.